xin mời anh chị em tất cả mọi người cùng lắng nghe ạ. Thank you.
Vâng, rất là tuyệt vời. Bởi giọng ca rất là cảm xúc để cùng đối tài với những bài buồn cảm xúc về dòng nhạc Bolero đêm nay. Một lần nữa xin được trân trọng và cảm ơn và thể hiện rất là xuất sắc đến từ chị gái Thảo Nguyên, có một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Tú Nhi, ca khúc Xin Làm Người Xa Lạ. Và tất cả chúng ta có thể dành tặng cho chị gái Thảo Nguyên một tràng pháo tay thật lớn đã không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều, xin cảm ơn chị gái. Nhạc đến từ mảnh đất Can Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh. Xin được trân trọng giới thiệu với lên sân khấu, xin mời anh Phan Thiệu là người tiếp theo với lên sân khấu với tình khúc mang tên Con Đường Xưa Em Đi. Xin mời tất cả chúng ta cùng thưởng thức. Ở trên ban tổ chức bây giờ thì rất là nhiều, nhưng chúng tôi vẫn rất là mong muốn rằng những người ở trong hội yêu âm nhạc của chúng ta sẽ cùng nán lại sau một chút để chúng ta cùng nhường lại những ca khúc, những tình khúc giao lưu đến từ những vị khách quý của chúng ta trước, được không ạ quý vị? Quý vị đồng ý không ạ? Cho nên là chúng ta có đăng ký trước mà chưa được hát thì mong là tất cả quý vị chúng ta vui lòng thông cảm và hiểu cho, đó chính là chúng ta tính thì tất cả quý vị chúng ta ở trong hội, tức là câu lạc bộ yêu âm nhạc Bolero của huyện Quế Phong, đặc biệt những vị khách mời nhiệt tình của chúng ta đêm nay. Chính vì vậy giờ phút này xin mời tất cả chúng ta cùng đón nhận một tình cảm, một sự giao lưu rất là tuyệt vời. Tất cả mọi người trong ban tổ chức lời chúc sức khỏe, ai cùng doanh thu và cái thu nhập năm nay thật lớn để đóng góp cho cái câu lạc bộ Bolero ngày càng lớn mạnh đấy. Xin chúc mừng tất cả mọi người.
Thank you.
biết nhau khi ta rơi, ta yêu biết tha đi hẹn. Đã khi phu đêm hay cơ may sao, cho đêm 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 khai mưa nhiều. Yeah.